Người đàn ông nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới và lời cầu xin được ra đi mãi mãi trước khi trải qua 83 ngày địa ngục. Hình ảnh bạn đang xem là chân dung của Hisashi Ochi, một kỹ sư người Nhật, trước khi xảy ra tấm bi kịch biến anh trở thành người nhiễm phóng xạ ở mức cao nhất trong lịch sử loài người. Vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 9 năm 1999 tại nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Tokaimura, tỉnh Ibaraki, phía đông bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Vì để đáp ứng kịp tiến độ sản xuất, công ty chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân Nhật Bản GCO đã yêu cầu Ochi cùng với hai kỹ thuật viên khác trộn lô nhiên liệu mới mà không áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định. Không ai trong số họ biết về mức độ nguy hiểm của việc làm này. Thay vì sử dụng máy bơm tự động để trộn 2,4 kg uranium với axit nitrit, họ đã dùng tay đổ gần 15,9 kg uranium vào bể lắng kim loại. Lượng uranium mà họ đổ vào bể cao gấp 7 lần mức tối đa cho phép. Đến 10 giờ 35 phút, khi thùng uranium cuối cùng được trút xuống, một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt tràn ngập căn phòng, cho thấy phản ứng hạt nhân đã xảy ra và nó nhanh chóng giải phóng ra bức xạ chết người. Ochi là người đứng cạnh bể chứa uranium khi tia gamma và neutron được giải phóng tràn ngập căn phòng và cơn ác mộng khủng khiếp của anh bắt đầu từ đây. Ngay khi thảm họa xảy ra, Hisashi Ochi đã nôn thốc nôn tháo và bất tỉnh tại chỗ. Cả ba nạn nhân đều trải qua cơn đau đột ngột, buồn nôn và khó thở. Giới chức nhanh chóng sơ tán nhà máy. Còn Ochi và hai đồng nghiệp được chuyển đến Viện Khoa học Phóng xạ Quốc gia ở Chiba. Ochi được xác định là người bị nhiễm xạ nặng nhất với chỉ số lên đến 17 sievert, trong khi chỉ cần nhiễm xạ từ 7 sievert trở lên đã có thể gây chết người. Anh cũng trở thành người nhiễm xạ cao nhất thế giới từ trước tới nay. Shinohara đứng ngay cạnh cũng phải nhận 10 sievert và Yokokawa, người ngồi ở bàn làm việc cách đó 4 mét, nhận lượng phóng xạ thấp nhất là 3 sievert. Khi Hisashi Ochi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ không thể tin được là anh đã hấp thụ lượng phóng xạ cao gấp 3,4 lần ngưỡng gây tử vong. Hisashi Ochi bị bỏng 100% và hầu hết các cơ quan nội tạng của anh đều bị tổn thương. Điều tồi tệ nhất là số lượng bạch cầu của anh tuột xuống mức bằng không, cùng hệ thống miễn dịch và ADN bị phá hủy hoàn toàn. Mức phóng xạ mà Hisashi Ochi tiếp xúc được ví tương đương với bức xạ của vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima vào năm 1945. Vì Ochi gần như bị mất toàn bộ lớp da đã gây cho anh sự thống khổ cùng cực. Cơ thể của Ochi chảy ra 10 lít dịch lỏng mỗi ngày nên buộc các bác sĩ phải giữ những mảng da còn lại bằng băng gạc y tế. Nhưng họ nhận ra nỗ lực này là vô dụng khi các băng gạc cũng đều ướt đẫm dịch cơ thể. Trong tuần đầu tiên, Ochi phải trải qua vô số ca ghép da và truyền máu. Chuyên gia cấy ghép tế bào đã đề xuất một phương pháp chưa từng được áp dụng, có tên là cấy ghép tế bào gốc, được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi khả năng tạo máu mới cho Ochi. Chị gái Ochi đã tình nguyện hiến tế bào gốc của mình, nhưng tiếc thay cách làm này không hiệu quả. Các bức ảnh chụp nhiễm sắc thể của Ochi cho thấy chúng đã bị đứt đoạn hoàn toàn. Lượng phóng xạ trong máu của anh đã tiêu diệt tất cả các tế bào gốc được ghép. Việc ghép da cũng không thành công bởi ADN của anh không còn có thể tự tái tạo. Sau 7 ngày điều trị, Ochi đã thốt ra câu nói khiến tất cả xót xa. Tôi không thể chịu được nữa, tôi không phải là một con chuột thí nghiệm. Anh liên tục yêu cầu các bác sĩ hãy dừng lại và để cho anh về nhà. Thế nhưng phía gia đình vẫn mong muốn Ochi được sống và các bác sĩ tiếp tục các phương pháp điều trị thử nghiệm ngay cả khi tình trạng của anh ngày một tệ hơn. Vào ngày thứ 59 tại bệnh viện, anh lên cơn đau tim và các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức theo nguyện vọng của gia đình, một lần nữa đưa anh từ cõi chết trở về. Thật tồi tệ khi Ochi đã trải qua 3 cơn đau tim chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Khi ADN không còn nguyên vẹn và các tổn thương não không ngừng lan rộng, cơ hội cứu sống Ochi gần như bằng không. Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Ochi rơi vào trạng thái suy đa tạng và cơn đau tim cuối cùng đã giải thoát anh khỏi mọi đau đớn sau 83 ngày nỗ lực cứu chữa. Đó có lẽ là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất đối với Ochi kể từ khi thảm họa ập đến.
Về phần Shinohara, người đồng nghiệp đứng cạnh anh lúc xảy ra sự cố cũng không khá hơn. Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống suốt 7 tháng trời trước khi qua đời vì suy phổi và gan vào ngày 27 tháng 4 năm 2000. Người giám sát Yokokawa may mắn hơn chỉ bị nhiễm xạ mức độ nhẹ và được xuất viện sau 3 tháng điều trị. Nhưng anh phải đối mặt với cáo buộc hình sự do sơ suất trong công việc. Về phía công ty GCO phải chi 121 triệu USD để giải quyết 6.875 yêu cầu bồi thường từ những người dân địa phương bị ảnh hưởng. Nhà máy điện hạt nhân Tokaimura tiếp tục hoạt động trong hơn một thập kỷ sau sự cố nhưng do một công ty khác điều hành. Đến năm 2011, nhà máy đóng cửa vì thảm họa động đất, sóng thần Tohoku và chưa mở cửa trở lại cho đến tận ngày nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.